Xin chào cả nhà. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với Tour Live Simple, tức là Tour Live Simple, tức là cuộc sống đơn giản, hãy sống đơn giản. YouTube vlog của mình thì chủ đề xoay quanh cuộc sống đơn giản của một bà mẹ đang nuôi con và muốn hướng tới một chút gì đó tối giản. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn việc hạn chế mua sắm khi có con nhỏ. Các bạn biết đấy, khi mà chúng ta có con nhỏ thì chúng ta thường được ông bà cha mẹ hay là người thân trong gia đình mua tặng cho con mình, mua tặng cho cháu em của mình một món quà, chẳng hạn như nhân dịp Tết thiếu nhi này này, mùng 1 tháng 6 chẳng hạn. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cái kinh nghiệm và cái cách để có thể hạn chế mua sắm khi có con nhỏ, và mong các bạn ủng hộ nhé. Hãy theo dõi tiếp nhé. Như các bạn biết đấy, để theo một lối sống tối giản hay là đơn giản thì đó là một thử thách lớn nếu chúng ta làm cha làm mẹ mà nuôi con nhỏ mà lại không mua gì hoặc là hạn chế mua sắm. Bởi vì quanh chúng ta, quanh cái cuộc sống của chúng ta hiện tại bây giờ ấy, thì ngập tràn quảng cáo marketing mời chào chúng ta mua, và chúng ta cũng có những sự so sánh chẳng hạn với bạn bè, người thân xung quanh, họ mua gì cho con thì mình cũng mong muốn mua một thứ như vậy cho con mình. Nhưng để biết là cái gì thật sự cần thiết cho con mình thì chúng ta cần học cách hạn chế mua sắm, và chúng ta phải hiểu rõ thế nào là mua sắm bốc đồng. Thế thì để mình giải thích cho bạn một chút thế nào là mua sắm bốc đồng nhé. Mua sắm bốc đồng tức là mình có một xu hướng, có ngẫu hứng mua một cái gì đó mà không lên kế hoạch, không theo một cái kế hoạch gì cả, chi tiêu gì cả hàng tháng. Chẳng hạn bạn bốc đồng, bạn mua, bạn đặt hàng online, bạn ra cửa hàng, bạn nhìn thấy một đồ đẹp quá, bạn mua và không suy nghĩ gì hết, thì đấy có thể gọi là mua bốc đồng, mua ngẫu hứng. Vì vậy hôm nay mình sẽ chia sẻ những cái tips mà mình có thể khuyên các bạn làm thế nào để có thể hạn chế. Để mình giải thích ngắn gọn thế nào là mua sắm bốc đồng nhé. Mua sắm bốc đồng là một xu hướng khi mà khách hàng mua hàng hoặc là dịch vụ và không có một kế hoạch gì cả định sẵn lên trước, mà mua bởi cảm xúc tức thời hiện tại. Chúng ta nên biết cách để có thể ngăn cái cảm xúc tức thời đấy. Mua sắm bốc đồng không thể được phân loại cho một loại sản phẩm nào cụ thể cả. Có thể là sô-cô-la, điện thoại di động hoặc là những thứ đắt tiền hơn như ô tô, đồ trang sức, vân vân và vân vân. Các nhà tiếp thị thì họ biết cách khai thác cái hành vi của khách hàng để mà khi mà chúng ta vào siêu thị, chúng ta mua đồ một cách bốc đồng ngoài ý thức và không có kế hoạch. Nhiều các nhà tiếp thị họ biết cách tiếp cận bằng cách chẳng hạn như là bán kèm theo các dụng cụ hoặc là những cái đồ đi kèm với điện thoại như là fitness tracker, smartwatch, vân vân và vân vân. Tại sao chúng ta lại có những cái hành vi như vậy? Để tránh việc mua sắm bốc đồng, mình sẽ chia sẻ với các bạn sau đây những cách để hạn chế mua sắm và có thể kiềm chế được bản thân khi đi mua hàng. Bạn đừng nên nghĩ là cái việc mua sắm như là một trò tiêu khiển, như là một cách để bớt đi căng thẳng, stress, hay là một ngày mệt nhọc thì bạn cần phải lang thang ngoài cửa hàng. Bạn nên tránh đi đến những các cửa hàng shopping mall để có thể giảm được cái thời gian mà bạn mong muốn mua một món đồ nào đấy. Hãy dành thời gian này cho gia đình hoặc là bạn bè, người yêu hoặc là con cái chẳng hạn. Cách thứ hai đó là tránh mua hàng online. Vì các bạn biết đấy, bây giờ đang dịp Covid thì rất là nhiều người muốn đặt hàng online và tránh ra cửa hàng. Cái việc mà mua hàng online là rất là nguy hiểm. Bạn nên chẳng hạn như là xóa đi những cái apps mua hàng, tránh dùng điện thoại khi mà bạn nghĩ là mình sẽ chuẩn bị mua một cái thứ gì đó. Và hoặc là nếu như bạn đã xem hàng online rồi thì bạn, trước khi bạn bỏ vào giỏ, bạn có thể bỏ vào giỏ một cái món đồ nào đó, nhưng mà bạn đừng mua luôn, đừng check và đừng trả tiền ngay sau khi mà bạn đã cho hàng vào giỏ. Bạn nên suy nghĩ một thời gian, chẳng hạn như là món đồ này trong 1-2 ngày nữa hoặc là một tuần nữa bạn quay lại mà bạn vẫn cảm thấy nó cần thiết thì bạn hãy mua. Các bạn biết rồi đấy, các nhà tiếp thị nhắm được cái tâm lý của khách hàng và họ biết được mục tiêu của mình. Khi mà mình, cái algorithm của mình ý, mình mua hàng thì họ sẽ quảng cáo, họ sẽ gửi những cái banner hoặc là cái email marketing đến cho bạn qua hòm email của bạn để bạn có thể tiếp tục mua hàng của họ. Cách thứ ba đó là tạo danh sách chờ 30 ngày. Nhất là khi mà muốn mua một món đồ giá trị nào đó thì bạn nên viết trên tờ giấy, dán ở đâu đó trong nhà của bạn, như trên tủ lạnh, trong tủ hoặc là ô tô chẳng hạn, để có thể biết được sau 30 ngày bạn cần mua món đồ đó hay không. Bởi vì cái
ý thức, cái tiềm thức của bạn khi mà muốn mua ngay, mua luôn ý, rất dễ bị như là lay động ấy. Bạn có thể đặt hàng mua luôn, hoặc là bạn có thể ra cửa hàng mua vì thời gian đấy để suy nghĩ chẳng hạn. Và mình có viết một bài post trên blog của mình là cách để khắc phục cơn nghiện mua sắm và 5 câu hỏi đặt ra trước khi mua một món đồ nào đó. Nếu như bạn có thời gian thì có thể qua blog của mình và tham khảo thêm nhé. Cách thứ tư đó là làm nghiên cứu sản phẩm trước khi mua nó. Bạn biết rồi đấy, khi mà bây giờ những cái trang mà nó viết review, giới thiệu về sản phẩm thì bạn có thể biết được cái ý kiến của người mua và bạn biết được cái feedback là của họ là cái món đồ này có tốt hay không, thì bạn có thể làm nghiên cứu và so sánh trước khi mua một món đồ đắt tiền hay là cho dù là ít tiền đi chăng nữa. Thì mình nghĩ là nếu như muốn theo lối sống tối giản hay là đơn giản để không tích lũy đồ ấy, thì bạn nên cân nhắc mua bất cứ một thứ gì đó và hãy điều tra, hãy làm một cái research, những cái ví dụ và những cái cách để có thể hạn chế mua sắm và hiểu rõ thế nào là mua sắm bốc đồng. Và bây giờ thì mình muốn nhắc đến chủ đề của ngày hôm nay, đó là làm thế nào để hạn chế mua sắm khi có con nhỏ, và mình đã không mua gì và mình đã giảm được cái số lượng mua những thứ gì khi mà mình nuôi con. Thứ nhất đó là quần áo. Như các bạn biết rồi đấy, em bé thì lớn rất là nhanh, như là những cái em bé trẻ sơ sinh mà từ 0 đến 6 tháng, tức là cái số quần áo như là từ 58, 52 cho đến 68 ấy, thì bạn nên mua với số lượng ít, chẳng hạn như là từ khoảng 10 bộ, tức là vừa quần áo như là body, áo, rồi là quần, chỉ khoảng 10 bộ thôi. Thì sau đó thì bạn có thể mua với số lượng nhiều hơn khi mà em bé lớn từ khoảng 6 đến 12 tháng, tức là số 74 trở lên ý, thì bạn mua với số lượng nhiều hơn một chút. Và mình thường là người hay đi xin lại quần áo, chẳng như là xin lại của những người thân trong gia đình, như là của em gái, của chị gái hay là của người bạn. Vì vậy mà mình không nghĩ là phải cần thiết khi mà mua sắm quần áo mới cho trẻ em và xả nhiều rác thải hơn. Mình có thể mua hàng, nếu như bạn không có xin lại được của người thân ý, thì mình có thể mua hàng vintage, mua hàng second hand. Có những cái nhóm group mẹ bỉm trên mạng xã hội, trên Facebook chẳng hạn, có thể chia sẻ những món đồ đấy liên quan đến quần áo, giày dép ý. Thì mình muốn nhắc đến là khi mà em bé còn nhỏ và chưa biết đi, tức là khoảng 1 tuổi thì em bé mới biết đi đúng không, thì bạn nên hạn chế mua giày dép. Vì mình biết là khi mà các ông bố bà mẹ nhìn thấy những chiếc giày thật là xinh xắn, thật là dễ thương thì thường muốn mua. Nhưng mình nghĩ là nếu như em mà chưa biết đi thì không nên đầu tư vào giày, bạn có thể xin lại 1-2 đôi hoặc là mua 1-2 đôi gọi là tượng trưng để cho em bé đi. Thứ hai đó là mình không mua đồ chơi, cũng tương tự như là quần áo, thì mình giảm cái số lượng mua đồ chơi hoặc là mình có thể xin lại. Bạn đừng ngại cái điều đó, cũng giống như quần áo thôi, nếu như mình có thể xin lại của người thân hoặc là mua lại những cái đồ second hand ở trên mạng, chẳng hạn như là Facebook thì có marketplace, thì bạn có thể trao đổi và mua sắm đồ trên mạng, sẽ có thể mua với giá rẻ hơn nếu như mình mua lại đồ dùng lại đúng không. Vì vậy bạn có thể tiết kiệm một khoản tiền rất là lớn và cũng có thể giảm được cái lượng đồ chơi cho bé. Khi mà bé con nhỏ thì bé cũng rất là hay chán và kiểu như là cả thèm chóng chán ý, mua một món đồ sau đó khoảng 5 phút thì đã chán rồi. Thì mình hay có cách là chia ra thành 2-3 thùng đồ chơi chẳng hạn, sau đó thì trao đổi trong ngày hoặc là trong tuần để bé không chán khi mà phải chơi đúng loại đồ chơi đó, thì mình giấu một loại đồ chơi đi sau đó lại đưa và đổi, như vậy thì bé sẽ không mau chán. Và mình có thể làm đồ chơi như DIY hoặc là những cái đồ đơn giản như là bình nước hay là chai nước hay là lắp chai để có thể cho bé chơi. Tất nhiên là không đưa cho các bé những cái đồ nhọn, đồ nhỏ dễ nuốt, rất là nguy hiểm đối với bé đúng không. Món đồ thứ ba mà mình nghĩ là mình có thể giảm được cái số lượng mua đó là sách. Mình biết là sách là một kho tàng trí thức và là một cách để có thể giúp cho trẻ của bạn phát triển bộ não này, phát triển những cái xúc giác, thị giác hay là nối kết sự liên kết của bố mẹ với cả con cái. Khi mà đọc sách cho con chẳng hạn, đó là cách để có thể phát triển trí thông minh, phát triển những cái tiềm năng thật sự là giúp cho con bạn hiểu biết về thế giới xung quanh chẳng hạn. Vì vậy mà mình biết là khi làm một bậc cha mẹ thì chúng ta muốn mua cả một hiệu sách cho con. Nhưng các bạn nên nhớ, nếu như bạn có ý định như vậy thì hãy quay lại những cái bước đầu tiên của mình, làm thế nào để
kiềm chế được bản thân, không mua đồ tùy hứng, không mua theo cảm xúc. Mà bạn nên nhớ là sách thì bạn cũng có thể ra thư viện, sách cũng có thể là bạn xin lại của ai đó hoặc là mua lại. Bạn trước khi mua một cuốn sách thì bạn hãy review, hãy đọc kỹ xem là tác giả có uy tín không, cái loại sách này có giúp ích gì cho con không, có phù hợp với cả lứa tuổi của con bạn không. Để rèn luyện cho bản thân thói quen mua sắm, mình nghĩ là nên kiên trì, bởi vì đó là một quá trình. Cũng giống như bạn muốn cho cơ thể của bạn săn chắc thì bạn phải tập luyện thường xuyên, bạn phải đi gym. Nếu như mình muốn hạn chế mua sắm thì mình cũng phải biết cách làm thế nào để kiềm chế được bản thân. Mình mong muốn nhờ những cái chia sẻ của mình, những cái kinh nghiệm của mình hôm nay có thể giúp ích cho các bạn trong việc chọn lựa cũng như trong việc mua sắm một cách thật logic, thật là có kế hoạch và có thể theo được cái lối sống đơn giản cũng như tối giản. Và chúc các bạn thành công nhé. Và mong các bạn ủng hộ những cái vlog tiếp theo của mình. Mình không hứa là mình sẽ ra đều đặn bởi vì mình cũng tập trung vào viết vlog. Nhưng nếu như mình có thể có nhiều thời gian hơn thì mình sẽ thông báo cho các bạn là video của mình sẽ ra hàng tuần chẳng hạn. Mong các bạn ủng hộ và comment. Nếu như các bạn like thì nhớ subscribe nhé. Hoặc là chia sẻ video của mình trên mạng xã hội. Cảm ơn nhiều. Hẹn gặp lại.